thử gọi điện về nhà khoe điểm GPT xem mọi người phản ứng sao nhá. Hôm nọ mới thi đỗ xong thì GPT tháng 7 đỗ. Bao nhiêu điểm? Được con 100 điểm thôi. 100 trên 100. Mày biết điểm chưa? Em biết rồi, đỗ rồi anh ạ. 95 điểm luôn. Bây giờ được có 95 điểm thì đỗ vớt à? Có chuyện gì mà vui thế hả con? À, con mới đỗ cái chứng chỉ GLBT N3 ấy mẹ. Gì? GP là cái gì hả con? Thì học lên hay không là do mình, nhưng mà học lên thì có nhiều cơ hội hơn. Kiểu là lúc xin việc này, hoặc là đi giao tiếp hàng ngày nói chuyện với mọi người thì có nhiều bạn hơn. Thế là sao, là học đăng ký học ngoài hay là học trung tâm này luôn? Không, đăng ký học ngoài. Đang tính đăng ký học tiếp này, tháng 12 thi tiếp. Nhưng mà học lên N2 vẫn học ở cái trung tâm đấy. Đâu? Lúc nào cũng bảo bận, các bạn đi làm với bạn bè bên đấy đúng không? Người ta cũng học trong lắm chứ bộ. N3 nó khó hơn N4 mà. Bây giờ tôi thấy bà ngồi vào được một lúc xong rồi bà lại lướt laptop. Thấy mấy hôm nay đăng clip suốt đấy nha. Chả sao cả, vẫn đỗ là được. Không sao đâu mẹ, bây giờ đỗ rồi, nói tiếng Nhật giỏi nên là quản lý cũng khen nhiều, với cả hài lòng lắm ạ. À, sắp tới con được tăng lương, con mua quà về cho bố mẹ với cả gia đình nhá. Không, không cần đâu con. Con cứ giữ gìn sức khỏe, ăn uống vào là bố mẹ ở nhà vui rồi con à. Không, bố mẹ đã vất vả vay mượn để cho con sang đến tận đây rồi, thì con cũng phải cố gắng làm thật nhiều tiền để trả nợ cho bố mẹ, rồi xây nhà cho bố mẹ. Con chẳng biết là tương lai sau này sẽ thế nào. Thế nhưng mà đối với con bây giờ thì bố mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất và quan trọng nhất đối với con. Con sẽ cố gắng thật nhiều để cho bố mẹ có một cuộc sống tốt hơn ạ. Con yêu bố mẹ nhiều lắm ạ. Con gái ngoan của mẹ, mẹ yêu con, nhớ giữ gìn sức khỏe con nhá. Thôi, con phải đi làm rồi. Con chào mẹ. Bye bye.